Gia Lai Cà Phê Festival, Pattaniam Cà Phê, đỡ bớt trộm kết thật gùm lỡ tầm Gia Lai, đó là làng cân hơn bớ ả lái cho con ông xá, xin ninh đơn, mơ bần đăng lỡ bớ ả lái cho nào cành nèm. Bà mơ ả lái cho kênh của bó cà phê tầm trả đường bà nâm, cà phê gớt diện là đù đà nhô, mà đó là đỡ bớt trộm cho gó bà ta nèm. Cái bà ta bóa Gia Lai Cà Phê Festival. Mình mơ bóa chai cà phê, nhô cà phê. Bà ta bóa đò ghế bồ cà nòm. Tờ gùm lỡ đơn bóa, mơ ghế chào tầm cơn ngành. Bà mơ hớ cũng găm tờ bó ai lái chào cơn cơ bó tút mơ cà phê. Tôi thấy đây là một cái anh gó đò là đồ bà ta bóa nhằm mở lái chào cơn cà phê. Mình ghế đồ bá đơn chữ in huy nhô cà phê bờ cá, nhô cà phê hè tì. Nhô cà phê ở lá cho gấp đây. Ghế nhô, ghế xin gít rớ bà tạc lại cà phê Grey East hớ là đù bà ta nhằm ngành. Và được giao lưu cà phê, được thử các cách pha chế khác nhau. Đó là một cái niềm vui đối với người yêu cà phê. Cần cái tuổi lớn nhằm bóa đỏ, tung cơ nồng gấp nế lớ, bà bóa bớ bê cân hay lại. Tố tư lích lớ, kèn nê ghế rớ châu tì nụ ức, mơ nền lạ anh đi, ủ cà phê dành lại. Châu ghế gít túi rớt rất lâu bữa lái cho gấp con ông xá nay bình diện bà ta bóa Gia Lai Coffee Festival. Đó là tù bà ta nhằm đường tông lái cho kênh của bó cà phê túi tầm đò đường ghế nhô cà phê Gia Lai hay đi. Bò hì cứ tui tay hôm, cứ tui yun gara cà phê cho nông bò tầm túi ti cho mùi tông, tông cà phê Gia Lai ngay xa lại ghế bên tập bàn. Đến tay người tiêu dùng đầu cuối, giúp cho cái cà phê Gia Lai của mình càng ngày càng lan rộng ra. Mơ anh chúng ta gây chuyện quân gơ bình tập nụ ức cơ nhu cà phê là bàn ngăn cũng bị bà ta cơn bình tăng lớp bóa phi xá một cà phê đỏ in con số bê chích bà bồ bóa lớp bà tầm hơ ghé lâu bà chất hiệu bóa cà phê nè tờ chích bình trình bà ta nhằm đò bà mơ là rớ bà ta bóa thuốc sâu đất stút trùng hạ cà phê Gia Lai. Gia Lai Cà Phê Festival nè chuyện ngô rớ bà ta nhằm gây qua mạng lâu hơ là té vân tập nụ sức kênh của bó khinh cà lùi khinh lớ.